trưởng Trung tâm Nội soi can thiệp Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ để tìm hiểu về những nguyên nhân gây ra căn bệnh ung thư dạ dày, một trong 10 căn bệnh đứng đầu danh sách số người mắc phải nhiều nhất hiện nay. Phụ huynh xin chào bác sĩ Tâm ạ. Thưa bác sĩ Tâm, với chủ đề của chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về căn bệnh ung thư dạ dày. Trước tiên thì xin bác sĩ Tâm cho quý khán giả được biết là nguyên nhân nào gây nên căn bệnh này. Xin chào cô Quyên, chào bà con và quý khán giả xem đài. Bệnh ung thư dạ dày là một bệnh khá phổ biến, thường gặp và xếp thứ ba trong 10 bệnh ung thư thường gặp trên thế giới. Nguyên nhân thì không được rõ ràng, mà người ta gọi là các yếu tố bệnh nguyên thì có vẻ là hợp lý hơn. Thứ nhất là cái chế độ ăn uống. Thường ta nói là ăn những cái chất nitrat hay là gọi là chất chua có cái quá trình lên men, thì với tác động của vi khuẩn nó sẽ dẫn đến biến thành những cái nitrat sinh ung thư. Thứ hai là do cái yếu tố về môi trường, thì người ta nói là những cái người nhập cư ở châu Á mà nhập cư từ những cái nước mà có tần suất ung thư cao sang những nước mà có tần suất ung thư thấp, thì cái tỷ lệ ung thư của những người này vẫn còn cao. Thứ ba là người ta thấy cái vai trò có thể nói là yếu tố di truyền, là những người nhóm máu A mà bị ung thư dạ dày, thì những người trong gia đình có nhóm máu A thì có khả năng bị ung thư dạ dày cao. Như vậy thì làm sao để chúng ta có thể chẩn đoán chính xác bệnh ung thư dạ dày ạ? Và việc điều trị thì được thực hiện ra sao thưa bác sĩ Tâm? Trong việc chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày thì cái vấn đề chẩn đoán sớm của ung thư dạ dày là cực kỳ quan trọng. Sớm ở đây là ở giai đoạn ta gọi là ở trên bề mặt của dạ dày thôi, hoặc là nó ở tại chỗ dạ dày chưa di căn ra chỗ nào hết, thì vấn đề điều trị thì rất là có hiệu quả. Vì vậy người ta sẽ có một cái chương trình tầm soát bệnh lý ung thư dạ dày qua nội soi, như là ở những người mà có bệnh lý viêm dạ dày mà dai dẳng điều trị hoài không hết, thì ta khuyên nên bấm sinh thiết để tìm xem có phải là ung thư ở giai đoạn sớm không, nó giống như viêm dạ dày. Ở những người mà có cái ổ loét to thì nội soi, khi thấy ổ loét to thì cái người trên nội soi nó ổ loét khoảng 2 cm trở lên là có khả năng ổ loét này là sinh ung thư, thì lúc đó cũng phải sinh thiết để chẩn đoán sớm. Thứ ba là những người mà có trong gia đình có nhóm máu A mà có người thân bị ung thư dạ dày thì cũng nên tầm soát định kỳ. Vấn đề thứ tư là khi cái người nội soi phát hiện những cái chấm đổi màu bất thường khi soi hoặc là khi nhuộm, thì lúc đó người ta phải cắt hết cái phần đổi màu đó, thì nó vừa là chẩn đoán để đem xét nghiệm để chẩn đoán, và cũng là vừa để điều trị cái giai đoạn ung thư bề mặt nữa. Thì tóm lại, khi mà tầm soát như vậy phát hiện được ung thư ở bề mặt, như là nó ở mới những đốm đỏ màu ở bề mặt thôi, thì qua nội soi có thể điều trị không cần phải phẫu thuật, điều trị khỏi hẳn. Còn khi mà đã ăn vào cái lớp cơ của dạ dày mà nó ở nằm trong dạ dày chưa đi nơi khác, chưa di căn đi chỗ khác, thì phẫu thuật cắt bỏ cái phần ung thư đó thì cái cho hiệu quả cũng rất là cao, khả quan. Còn nếu mà phát hiện ở giai đoạn muộn, như là mình thấy ổ loét nó to, nó sùi và nó di căn chỗ khác, nhất là thường sớm nhất là qua gan, là ra ở ổ bụng hạch, thì cái vấn đề điều trị là chủ yếu là hóa trị và cái hiệu quả thì nó không được khả quan lắm. Xin được cảm ơn bác sĩ Tâm đã chia sẻ những vấn đề liên quan đến căn bệnh ung thư dạ dày cho quý khán giả của chương trình hôm nay. Cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, thưa các bạn, và đến đây thì chương trình Alo Bác Sĩ xin được tạm dừng. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về email của chương trình alobacsi.ct@gmail.com.